Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và là ánh sáng, là nguồn sống. Thế nhưng không phải ai cũng sở hữu được viên ngọc này. Bằng sự thấu hiểu và rung động trước những mảnh đời bất hạnh, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã hòa nhập vào cuộc sống của các em khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Và tất cả những bức ảnh đó đang được trưng bày tại khuôn viên của trường và cũng như là thu hút được sự quan tâm của rất là nhiều những nhà hảo tâm. Thưa quý vị, 108 bức ảnh trắng đen được trưng bày tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là câu chuyện đầy cảm động về cuộc sống của những em khiếm khuyết. Mỗi bức ảnh là một cuộc đời, một chân dung sống, mỗi khoảnh khắc là một dấu nặng. Dù không thấy được ánh sáng nhưng bằng sự lạc quan, hồn nhiên và nghị lực, các em đã vượt lên nghịch cảnh và đã có được những giá trị sống đích thực. Thấu hiểu và đồng cảm trước những mảnh đời bất hạnh, Trần Thế Phong đã bỏ gần 2 tháng để ghi lại những khoảnh khắc các em khiếm thị dò dẫm đi trong khuôn viên trường, lúc các em tập trung học nhạc, dìu dắt nhau qua đường và cả những nụ cười hồn nhiên. Đó là một cơ duyên đã đẩy đưa tôi gặp được các em khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Sau một thời gian dài hòa nhập với các em, tôi cảm nhận được cuộc sống các em rất là hồn nhiên, lạc quan, đầy ý chí, nghị lực sống và đã lay động trái tim tôi, tạo cho tôi nhiều cảm xúc để tôi thực hiện bộ ảnh này. Ở đây là giống như ngôi nhà thứ hai của tôi, khi tôi rảnh là sáng, hết trưa, tới chiều, tới tối, tôi gần với các em và sinh hoạt với các em. Tại buổi triển lãm, Trần Thế Phong kết hợp với lãnh sự quán Nam Phi tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao 250 phần quà cho các em tại trường và 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Trần Thế Phong cũng tặng toàn bộ số ảnh triển lãm cho nhà trường. Vượt qua bóng tối là triển lãm thứ 6 của anh sau những dự án nhiếp ảnh vì cộng đồng trong suốt gần một thập kỷ qua. Số tiền thu được từ tiền bán sách ảnh Vượt qua bóng tối sẽ gây quỹ học bổng cho các em học sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu và tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở một số tỉnh nghèo. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 2 tháng 5. Trong chuyên mục Thế giới trong trang sách của tuần này, chúng tôi có một cuộc trò chuyện với ông Lã Văn Tiến, một doanh nhân làm chủ một cửa hàng đá quý nhỏ trên mạng. Và ông năm nay đã gần 60 tuổi. Điểm thú vị là ông đã dành hơn 40 năm cho sự nghiệp của cuộc đời mình để sưu tầm những tác phẩm liên quan đến truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tại sao ông lại có niềm đam mê này nhé quý vị. Thưa ông bắt đầu sưu tầm sách từ khi nào ạ? Tôi sưu tầm sách từ năm 15 tuổi. Đó. Thì theo truyền thống của gia đình thì ba tôi thì ba hay đọc sách báo, cho nên là tôi theo ba tôi chơi thường, với là ba tôi hay đi chung này nọ, dắt đi chơi này nọ, rồi qua đó thì tôi có tiếp thu được cái sách rồi, một cái văn hóa rất là hay. Vậy tại sao năm đó ông lại chọn sưu tập truyện Kiều mà không phải là những cái tác phẩm nào khác? Không, rất có nhiều thứ chứ, có nhiều thứ để chọn. Ví dụ tôi thích chọn về hội họa, về truyện Kiều, nhưng mà tại sao tôi chọn truyện Kiều? Lý do truyện Kiều là linh hồn của dân tộc. Phải nói đến văn học, phải nói đến truyện Kiều và nói đến Nguyễn Du. Vậy thì nói về cá nhân ông đi, tại sao cái lần đầu tiên ông đọc quyển sách, ông đọc cái cuốn truyện Kiều đầu tiên, ông đã có cảm xúc như thế nào? Mấy câu đầu thì thấy nó cũng đối với nhau, thấy hay hay. Ví dụ trong năm trong cõi người ta vậy đó, thấy rất là hay. Đó thì mình có những cái cảm xúc, nó dần, mà cái dần của nó có nhiều ý nghĩa, nó ẩn ý trong trọng nhiều thứ lắm. Đọc đến giờ cũng chưa hiểu hết truyện Kiều đâu. Vậy thì mình có tổng cộng bao nhiêu tác phẩm về Kiều thưa ông? Thưa cô, là tôi có khoảng 215 cuốn, tính đến thời điểm này từ tôi sưu tập tới giờ là được 215 cuốn. Thì trong đó có những cuốn là năm phát hành khác nhau, tác giả khác nhau và nhà xuất bản khác nhau, rồi có cái chất liệu khác nhau, rồi kích cỡ khác nhau. Có những cuốn nó tới 3 ký tư, có những cuốn nó có chừng 20-30 gram. Như lúc nãy tôi còn thấy có tiếng nước ngoài, nhưng mà là ngôn ngữ cũng khác nhau. Có ngôn ngữ khác nhau, đúng rồi, tiếng Kiều Pháp, Kiều Anh, Kiều chữ Hán, có Kiều chữ Nhật, Kiều chữ Ba Lan, Kiều chữ Hungary, nhưng mà tôi đang tìm mấy cuốn đó chưa ra. Dạ vậy thì cái cuốn Kiều lớn tuổi nhất ở đây là bao nhiêu tuổi rồi thưa ông? Ở đây tôi mới có cuốn năm 1952 thôi. Cái cuốn Kiều mà nếu mà về Beatrice Sương Vĩnh Ký làm á, dịch ra tiếng Pháp, từ Việt qua Pháp á, thì là năm 1875, dịch cơ của từ tác giả Ben de Mysen, 1875. Bỏ công nghiên cứu và cũng như là sưu tập Kiều mấy chục năm rồi, như vậy thì ông ước tính cái số tiền bỏ ra để đầu tư, để gom về tất cả những cái quyển sách này là bao nhiêu tiền? Tại vì nó có nhiều thời điểm trượt giá, nhưng mà tính hết cái lô này chắc cũng khoảng vài chục triệu đó. Nên thời điểm nó trượt giá thì mình không hiểu được. Thí dụ mình mua lúc đó, như cuốn này là mua là 400 ngàn đó, cái giá nó là 400 ngàn, thì bây giờ nó trượt giá thì mình không biết là bao nhiêu.
thì mình không tính được, nhưng mà mình tính phỏng đoán thì nó cũng phải dài này khoảng từ 4 đến 50 triệu cho đó. Cái đó tôi nghĩ chắc là do cái giá trên bìa sách thôi, chứ nếu như tính theo cái giá trị cũng như là về cái tuổi tác của những quyển kiều rất là cổ xưa như thế này, chắc còn giá trị nó còn đội lên nữa. Đúng rồi. Ví dụ như cuốn Kim Vân Kiều này đó là tôi mua lại của một người bạn là 1,5 triệu, là lâu rồi. Thì cuốn này tới nay chắc nó có xa hơn. Còn cuốn Aben de Misen có người ta chào cái bộ đó là 15 triệu nhưng mà mua hụt rồi, mua không được. Đó. Một người bạn nó bán rồi. Tôi thấy có vẻ như là ông dành thời gian, tâm sức cũng như là tiền bạc cho cái bộ sưu tập của mình rất là nhiều. Nó có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh không con? Không, công việc kinh doanh thì vẫn bình thường. Tuy nhiên là cái thu nhập của việc kinh doanh đó, mình không phải chơi những cái ngoài gì khác, ngoài sách, tem, tiền giấy, rồi một số vấn đề về văn hóa, về điện ảnh. Phải nói đây thực sự là một công trình rất là vĩ đại. Hy vọng là FBNC sẽ có một cái dịp nào đó có thể tham khảo qua bộ sưu tập tem cũng như là những cái sách khác của ông. Cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng tôi vẫn mua. Thưa quý vị khán giả, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng tôi vẫn mong muốn làm sao trong một tuần chúng tôi có thể gửi gắm đến tất cả quý vị những thông điệp cũng như là thông tin về văn hóa, giải trí trong và ngoài nước. Rất là mong quý vị sẽ có những giây phút thư giãn cùng với chương trình. Và anh Khoa một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.